Xin chào các bạn. Đây là con kỳ nhật vàng. Đây là cái tiêu bản các bạn. Nó bị lỗi mất mấy cái chân. Đây này. Một cái này. Trở suốt hơi mờ. Đây. Một cái. Hai cái. Ba cái. Nó lỗi mất ba cái chân. Và đồng thời bị lỗi mất cái râu này. Cho mình chút lấy nhíp ra gấp nó dễ hơn. Đó, đây là đó, bị lỗi mất cái râu này. Đó. Đây là đó, nó bị lỗi mất. Đây, nhưng mà đây, sừng của nó bị lỗi này. Đây. Bị mòn mất cái chỗ này, bên này nhọn hoắt như này này. Còn ba cái chân bị lỗi và ba cái chân còn lại là không bị. Đó. Cánh của nó thì mình ngâm cồn thì nó chuyển sang màu vàng đen bằng chuối. Đó. Đây này. Mình có mỗi một con này thôi, còn bên này trống hết. Còn con bọ không hay sừng thì tiêu bản lỗi. Mà vẫn còn một lại cái di tích của nó, đó là cái này. Cái chân của nó hình chữ Z. Đó. Cái chân của nó là bị lỗi vậy. Đó. Thì mình sẽ review cái chuồng nuôi nhá. Đó. Review cái chuồng nuôi. Đây. Ui ta ta. Đây cái chuồng nuôi này. Cái rêu này là cái rêu mà mua ở ngoài tiệm, nhưng mà mình không mua. Đây là ngoài tiệm người ta bán cái rêu rồi nha bạn. Đây này. Để khúc gỗ mục. Mối mục chứ chửi là mục hẳn đó. Đó. Rêu này bà bố bạn nào bố bạn nào mà trồng cây cảnh ấy, có loại rêu này thì bạn có thể hỏi bố, chứ mình không biết cái rêu là rêu gì ấy. Mình thấy là nó khá sáng màu, thích hợp với việc nuôi. Nhưng mà các bạn ngửi mùi mà nó có mùi của gỗ mục tí, tức là cái rêu ấy nuôi nha các bạn. Đó. Đóng lắp lại. Là sơ qua trường nuôi mình này. Đó. Sơ cái chuồng nuôi mình như vậy, đắp đậy đây. Trên đây mình đục lỗ. Đó. 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 À. Bây giờ là nhộng cái chuồng của mình. Mấy con nhộng trong đây có 4 con. Chờ mình tìm đã. Đây là một con này này. Một con. Một con này này. Hai con. Ba con. Đâu mất rồi? Còn nữa đâu rồi ta? À đây. Đó. 4 con. Đó. Một. Bỏ lại. Đây một con. Hai con. Ba con. Đó, ba con. 4 con. Đó, bên này vẫn là 4 con. Ui chết mẹ. Đó. 4 con. Đây nữa. Bên này này. Con. Đây.
con này sắp hóa nhộng rồi các bạn. À quên, sắp hóa kén này. Đây này, che cái đèn đi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy sắp hóa nhộng rồi ạ. Đây, một con nữa. Đợi ta. Đâu rồi các bạn? Đồ miễn rồi. Hình như đây. Không phải. Đâu miễn rồi. Phải tìm thật nhanh. Ông ơi, à đây 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 đây. Đó. Đây. Đó, hai con. Con này thì không biết hóa nhộng hay chưa nữa. Đây một con đực nữa. Đực mình chỉ có hai con thôi. To. Đây là level 3 các bạn. Đó, cái đi. Video của mình đến đây hôm nay là hết. Nếu các bạn thích thì hãy like và đăng ký cho mình nhé. Giờ thì tạm biệt các bạn.